Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là Huy tiếp tục là cho lên một cái loa kéo mới. Thì bộ này mọi người có thể thấy là toàn bộ là xử lý trên một cái con đẩy liền vang rất là gọn. Và cái đẩy này thì mình có thể là tùy chỉnh được hết. Ví dụ như nhạc này, micro này, effect thì mình có thể là tùy chỉnh ở trên cái con vang này. Chỉnh cơ mà rất là dễ đúng không ạ? Và cái dòng này thì cái dòng này công suất cũng khá là lớn và phù hợp cho cái loa kéo 40 này thì cũng khá là lực. Mọi người cùng nghe thử nhé. Thì đây là một cái bộ loa kéo mà mọi người có thể thấy là cái hình thức nó khác hoàn toàn đúng không ạ? Thì đối với những cái cấu hình loa kéo lần trước là bên Huy hay lắp đó là đẩy, cục đẩy và vang rời. Thì với cái cấu hình lần này thì toàn bộ là nó đã được tích hợp hết ở trong một cái cục đẩy này. Đây là dòng đẩy liền vang AR1526. Cái mẫu này thì Huy cũng đã có cái video review rồi đúng không ạ? Mẫu này thì nó xử lý hết toàn bộ trên này, từ tiếng nhạc này, micro này, echo này và chống hú này và bluetooth luôn là đều được tích hợp ở hết ở trong cái đầu này. Thì thành ra là nó rất là tiện và dễ sử dụng đối với những anh em nào chúng ta dùng gia đình hoặc là đi show mà mọi người muốn nó đơn giản và hiệu quả thì là mọi người có thể là tham khảo cái cấu hình nó như thế này. Tại vì dòng này thì khi mà setup xong là mình sẽ để đó mình hát được luôn. Và đặc biệt là đối với những người mà chúng ta không am hiểu về những cái thiết bị số á, thì mọi người có thể là chỉnh được ở trên này, có volume lớn nhỏ này, của nhạc này, của micro này, echo này, và bên dưới có chỉnh bass chép của echo và bên nhạc đây, đầy đủ ở bên này hết, toàn bộ là tích hợp hết ở trong này, rất là tiện. Thì với một cái bộ này đã tích hợp hết rồi, cả cục đẩy, cả vang rồi xử lý ở hết ở trên này rồi, thì bây giờ là chúng ta chỉ cần kết hợp thêm một bộ micro nữa thôi. Micro thì bên Huy vẫn ưu tiên sử dụng cái micro Wonderfield W720 là cái sự lựa chọn số 1 cho tất cả các cấu hình âm thanh. Tại vì cái dòng này thì mọi người biết rồi, cái tiếng mic của nó rất là lực đúng không ạ? Tiếng mic nó lực này, nó sáng này và khi mình hát á, nó rất là bắt mic. Mọi người có thể là để mic xa một xíu, nó vẫn cái độ bắt của nó vẫn tốt, ổn định. Đó, và dòng này thì nó chống hú cũng rất là tốt. Chính vì thế là tất cả những cấu hình như loa kéo, karaoke hoặc những cái cấu hình âm thanh sân khấu là bên Huy vẫn ưu tiên lựa chọn cái dòng micro Wonderfield W720 này. Đó, thì đây là một cái bộ cấu hình mọi người có thể thấy là nó mới hoàn toàn đúng không ạ? Mới từ thiết kế dàn máy này. Và loa kéo thì hai loa chép 850 hai bên và bên dưới là hai loa bass 4 tấc từ 190 combo 16. Thì đây là cái dòng loa bass chuyên dùng cho array nha mọi người, chuyên dùng cho loa array. Chính vì thế là mọi người khi mà nghe cái tiếng mà Huy mở nhạc đó, cái tiếng ca, cái tiếng nó rất là thoát. Mặc dù nó không có súp đâu, nhưng mà tiếng nó rất là thoát và tiếng bass nó cũng khá là lực đúng không ạ? Đó, ok. Đây là một cái thiết kế mới hoàn toàn. Nó phục vụ cái tiêu chí đó là thứ nhất là đơn giản, dễ sử dụng. Thứ hai là cái giá thành đầu tư thấp. Và cái thứ ba đó là cái tính hiệu quả cao. Và anh em ai cũng có thể dùng được. Đây là một cái tiêu chí để Huy cho lắp đặt lên một cấu hình loa kéo như thế này. Thì nếu mọi người mà thấy hay thì nhớ cho Huy xin một like và nhấn subscribe kênh YouTube nha. Ok, bây giờ thì để Huy sẽ test thử cho mọi nghe cái tiếng micro của nó. Cái dòng này tiếng micro vang cơ thôi nhưng mà tiếng micro rất là bay. Mọi người cùng theo dõi nha. Người ta cũng nói tôi yêu em lắm, tôi yêu em lắm. Tôi yêu em là thường, vì trong tình yêu em chỉ muốn đùa cho vui, không thật lòng với ai. Người ta cũng nói con tim em cằn khô, em không yêu một ai, em vui chơi qua đường. Rằng bên đời em không chỉ có mình tôi, quá nhiều điều về em. Người ta nói tôi vẫn yêu mình em, tại vì tôi biết em một đời như sống sâu quan tâm làm chi những lời nói. Cái dòng là đẩy mà liền vang này thì mọi người có thể nghe cái tiếng cái gì đây nó khá là rõ đúng không ạ? Và tiếng ca rất là rõ.
chất bài ngon bổ rẻ nào. Em như cơn gió rung bay bay nhẹ nhẹ đưa anh đi tìm phần thơ. Hoa không bên lá rơi trên tròn đường về bỗng nghe lòng đang ước mơ. Mơ hôm em trong tay đêm mưa thì thầm cho bão tố về làm chiêm bao. Mơ hôm yêu em đêm thay yêu lần đầu anh muốn yêu em dài lâu. Anh muốn yêu em dài lâu. Anh muốn yêu em đậm sâu. Anh đã thương em từ lâu. Anh muốn yêu em dài lâu. Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập cho thiên nhiên là một giây. Yêu em cho đến khi ông thôi làm mật đến khi loài chim quên lối. Ôm em trong tay anh lên ngọt ngào. Nếu đời là một giấc mơ chiêm bao, xin yêu em hết thảy yêu lần đầu. Anh muốn yêu em dài lâu. Xin yêu em hết thảy yêu lần đầu. Anh muốn yêu em dài lâu. Vâng, quá là tuyệt vời quá mọi người ạ. Thì như mọi người vừa mới thấy thì hát đó là cái khả năng mà nó bắt mic dọc vào cơ, nhưng mà bắt mic nó không kém gì cả vào số và tiếng hát vẫn rất là sáng nha mọi người đó. Thì với cái cấu hình và cái bộ loa kéo như thế này á thì nó sẽ phù hợp cho chúng ta có thể là ở chơi gia đình ở những không gian nhỏ cũng được cái khả năng trong thú nó tốt, hoặc là mà có thể là chơi những cái sân khấu di động nhỏ vừa và nhỏ thì cũng rất là tuyệt vời. Nhận được cái tiếng sáng nó thoát tiếng và cái công suất nó thì cũng đáp ứng được cho người có thể là chơi khoảng tầm 100 khách, những cái show nhỏ nhỏ như vậy chúng ta chơi thoải mái đúng không ạ? Đó, ok. Một lần nữa thì Huy xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video mà Huy review cái cấu hình loa kéo mới này. Nếu mọi người mà thấy hay thì nhớ cho Huy xin một like và nhớ nhấn subscribe kênh YouTube để có thể là nhận được những cái thông báo về những video tiếp theo của Huy nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người.